Nó giật bỏ mày ra rồi, tránh lên. Ôi trời ơi, bên mày làm gì mày giật tay dây để thế kia. Nào, chạy đi. Wow. Rồi là anh còn một máu và chạy. Người lạ nó cút con đường nó giật anh này này. Bật ưu tiên lên, giải quyết lệ thế nào. Đấy, mày cút cút ra, cút ra. Và thế là anh ấy đặt tự do. À, cái thằng chó này, mày đứng trong trụ là mày hoa nào, bà bắn thì chết luôn. Đấy, bắn cho mày biết chưa thế nào là sự nguy hiểm của tao chưa? Nào! À, cho ăn một mạng nhá, là đang nghèo quá các bạn. Thằng chó làm gì đây nhỉ? Bây giờ là dân chân chứ sao? Bạn, một pha cả hết, gọi là có bài bán và có sự tính toán đến từ ấy. Đây là một thanh niên vô cùng nguy hiểm. Và bây giờ là dân chơi nào đây. À, thằng chó này hết máu rồi. Mày không thể nào mà sống được với bà đâu. Giờ đây. Và một mạng cho anh ấy. Ôi giời ơi, là bây giờ trống trại thế này là biến về là ngay bài đấy. À, cái chó gì đây. Ôi giời ơi, rồi xong. Ra đi. Và bây giờ là tình huống nguy hiểm nhất ngày này. Và trước tiên là chúng ta thấy thanh niên đã về uống máu đầy đủ. À, con chó này hết máu rồi. Nhào lên nào. Ôi ôi, con chuột bị cái chó gì rồi, chết rồi. Và cái chó làm đây. Và sự ra đi vô cùng nghiệt ngã của một thanh niên. Nào, what's up, what's up. Xin nào, vào đây. Và giật tao đây. Nào, giật đây. Ai phải thấy độ nguy hiểm của tao chưa. À, cái thằng chó chịu văn mà cứ đứng lại cho bố phát cầm nào. Mày chạy mãi thế thì thôi, bố đi về. À, tao đây này, giật đi, giật đi. À, mày khinh thường tao, bây giờ tao bật ưu tiên giật luôn. Đứng lại ngay. Không, anh sẽ chạy đấy. Và bây giờ thanh niên Jenna đã bị úp sọt và cái chết vô cùng đau lòng. Nào, ô mai, cứu bố rồi nào, nó giật bố rồi này. Rồi, ok, anh sẽ lên ngay, đợi anh tí đây. Nào, anh đợi anh tí đây. Rồi, xong. Thanh niên bắt tay lại lên đường. Và bây giờ, anh sẽ trả thù cho kinh. Nào, chó đặt cà rốt. Với thằng lữ bố à. Thằng lữ bố là bố, bố đéo quan tâm. Nào, lên lên, anh chắp tắt bên này. Nào, cút ra thằng thề nào. Nào, yeah. Mày á, một khi đã máu là hỏi bố cháu là ai. Thấy là nguy hiểm của tao chưa? Thấy sự ngu người của tao chưa? Và bây giờ chúng ta cùng đến với thánh lầy. Chúng ta thấy được sự nguy hiểm của thánh lầy. Và nào, Nakaroth đâu? Vào đây đây. À, anh có máu rồi, anh lên anh quẩy với kinh đếp. Nào, Nakaroth, vào đây với anh nào. Mày, thằng chó này, mình đừng chọc tao đi, tao có ưu tiên rồi. À, bắt ưu tiên đây nào, đánh đi. Nào, đánh đi, anh chắp về cái trụ này, đánh đi. Vào đây. Đây, thể hiện cho bố xem nè. Ê, thằng chó, mày gặp tao mà chạy à. Hả? Ra đây đi, đứng nấp trong trụ mà làm anh hùng kiểu gì ấy kìa. À, thằng chó này hết máu rồi. Búa vào đầu nó. Vâng, thế là thánh lầy lại có ưu tiên ngay là tiếp tục con đường chạy chỗ của mày. Mày là nấp trong bụi ngay là âm mưu gì ấy. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được là anh ấy sẽ chết hay là sống đây. Vâng, và tử thần đã từ chối ngay ngày hôm nay.